you. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. Những hình ảnh tạo cho chúng ta cảm giác như là chuẩn bị bước vào một bộ phim hành động vậy. Rất gay cấn, với những ánh mắt đầy tự tin, pha một chút căng thẳng. Trận đấu đã được bắt đầu. Clichy. Tôi. Tôi đây. Dứt điểm. Một tình huống mà các cầu thủ đã phá quả bóng không thực sự chắc chắn. Một đường chọc khe quen thuộc, một đường chọc khe nhẹ nhàng nhưng đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự. Và cú đá cuối cùng thì là cực kỳ quyết đoán rồi. Bóng đá bây giờ là câu chuyện của tỷ số, của những kết quả giành được ở trên sân cỏ, chứ không phải là câu chuyện xây dựng đội hình như thế nào và làm được gì ở những buổi tập. Không được. Yaya Touré. Vincent Kompany. Cissé. Cissé. Debuchy. Những pha đi bóng tốc độ. Zico. Pha bóng hợp lý. Kun Agüero. Rất uyển chuyển. Hàng phòng ngự vẫn đang chơi kín kẽ. Họ không dễ dàng để vượt qua bởi những tình huống như vậy. Không được. Debuchy. Colocini. Đó là một đường truyền đầy tính toán. Chắc chắn là như vậy. Rất khỏe. Kun Agüero. David Silva. Dứt điểm. Rất khó chịu. Không chính xác. Có một chút gì đó hơi phiêu lưu trong cách xử lý từ tuyến dưới. Đánh đầu. Thêm một phen vất vả với khung thành. Đó là một pha dàn xếp hay đến từ cầu thủ tấn công. Nó chỉ hỏng đúng ở điểm chạm cuối cùng mà thôi. Thêm một pha truy cản chính xác.
rất thoáng. Và cắt bóng tốt. Không được. Garcia. David Silva. Clichy. Zico. Miner. Cơ hội đã tạm trôi qua. Những cơ hội vẫn đang rộng mở dành cho đội chủ nhà. Mở biên. Sissoko. Vẫn còn. Dứt điểm. Vào. Một đường chuyền quá hay. Thực sự là như vậy, một pha bóng ấn tượng. Ngày hôm nay họ kiên định với lựa chọn của mình và họ đã thành công. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ rất cao. Cả hai đội đều đang nhập cuộc với không một chút ngần ngại nào. Miner. Với những cầu thủ Miền thì họ vẫn đang chết lặng. Và bây giờ thì họ thở phào. Thở phào khi mà quả bóng đã rời xa khung thành của họ. Sissé. Sissé. Đi bóng rất hay. Đang là những sự tìm kiếm phương án phát triển bóng lên. Không được. Đó là một đường chuyền đầy tính toán. Chắc chắn là như vậy. Debuchy. Không được. Zico. Jesús Navas. Kun Agüero. Zico. Navas. Garcia. Zico. Mở bóng thoáng. Clichy. Rất quyết liệt. Vẫn là những tình huống áp sát rất nhanh. Rất điểm. Tôi. Và xử lý bóng tốt. Miner. Chuyển vào tầm lúc. Moussa Sissoko. Colocini. Đường chuyền rất hợp lý. Cơ hội. Không được. Yaya Touré. Jesús Navas. Zico. Gufran. Cơ hội phản công. Cắt bóng rất hay. Đường chuyền rất hợp lý. Tiêu tề. Dứt điểm. Không được. Jesús Navas. Zico. Navas. Xử lý rất hay. Và xử lý bóng tốt. Vậy là hiệp 1 đã khép lại một hiệp đấu mà cả hai đã có những pha ăn miếng trả miếng với nhau. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào một hiệp 2 được kỳ vọng là sẽ có nhiều bàn thắng hơn. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ phút. Well, it has been an even contest as the scoreline suggests, and it has been more than decent to watch. It's been a really interesting game up to now, and the sides are predictably very. Bây giờ là lúc mà bỏ bị vội, và tất nhiên là sẽ có những tình huống vào bóng năm ăn năm thua. Một góc đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Đây là một tình huống cố định nguy hiểm. Cơ hội đã tạm trôi qua. Tua đây. Không được. Không thành công.
Pha bắt bài chính xác và khôn ngoan. Navas. Quả bóng vào. David Silva. Cực kỳ dứt điểm. Một tình huống giải vây. Yaya Touré. Debuchy. Rất khỏe. Good Frank. Những pha đi bóng tốc độ không được. Touré. Kun Agüero. Touré. Dứt điểm. Một tình huống giải vây. Tiote. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên rất cao khi mà cái đội luôn cố gắng đẩy quả bóng thật nhanh về khung thành đối phương. Jesmina. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên đã nói một điều rất hay. Đó đây sẽ là một trận đấu giữa hai đội giành lấy những quả bóng. Ai giành được nhiều bóng hơn thì đội bóng đó sẽ tạo ra được nhiều cơ hội và khiến cho đối thủ của mình khó khăn. Và khả năng có thể xuất hiện một quả penalty. Rất hồi hộp. Rất hồi hộp bởi vì đây là thời khắc lịch sử. Còn bây giờ sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Khi mà mọi thứ trên sân còn chưa được sắp xếp theo một trình tự nào đó thì Manchester City đã khiến cho điều quan trọng nhất đối với họ thay đổi, đó là bảng tỷ số. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Điểm 10 trên chất lượng, đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về cú đá này. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Những người đã sẵn sàng để bước vào sân vào lúc này. Taylor. Đường chuyền rất hợp lý. Đường chuyền. Jesmina. Vẫn vậy, vẫn là những đường bóng dài sang hai biên. Không khác gì mấy so với lối chơi của đội bóng này qua những cuộc so tài ở vòng đấu bảng. Và cắt bóng tốt. Musa Sissoko. Phản công. Rất thoáng. Lại thêm một pha đánh chặn cực chuẩn xác nữa. Mở biên. Neredo. Neredo. Tuyến ai? Fabio. Rất khỏe. Cơ hội phản công. Kun Agüero. Kolarov. Và bây giờ họ tiếp tục có thêm một quả đá phạt góc nữa. Và bây giờ sẽ là sự điều chỉnh nhân sự. Hai cầu thủ liên tiếp được huấn luyện viên tung vào sân. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Touré. Cơ hội phản công. Pha tăng tốc quen thuộc. Kun Agüero. Quá hay. Đi bóng rất khó chịu. Touré. Dứt điểm. Sissoko. Mất bóng khá vô duyên. Hey.
Đường chuyền dài tốt. Đường chuyền lý tưởng tốt. David Silva. Neredo. Jesmina. Kun Aguero. Áp sát. Khó khăn đã qua đi nhưng đó là một tình huống thoát tim. Neredo. Kun Aguero. Chưa có cú dứt điểm. Silva. Kun Aguero. Dứt điểm. Một cú đá để giải quyết tình huống và tránh phản công. Họ đã khẩn trương và tăng tốc nhanh hơn. Thời gian không còn nhiều và nhiệm vụ trước mắt là quá lớn. Cả hai huấn luyện viên đều đang đứng sát đường biên để đưa ra những chỉ đạo quan trọng vào thời điểm này, thời khắc rất quan trọng của trận đấu. Neredo. Kun Aguero. David Silva. Tương đối chủ động nhưng hãy cẩn thận. Khoảng trống phía sau là rất lớn. Dứt điểm. Có một cảm giác rằng anh có thể làm tốt hơn với quả bóng vừa rồi. Anh có thể đầm bóng hoàn toàn như vậy nhưng anh đã do dự trong việc bắt dính hoặc là đẩy bóng đi thật xa. Kinh nghiệm và sự lạnh lùng đã được dồn tất cả vào pha bóng vừa rồi. Và đúng là anh trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.